đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Vương Nhất Bác lập thành tích khủng đúng ngày sinh nhật, tiêu chiến, dương dương nhìn mà chỉ biết mơ, sinh thần năm nay, Vương Nhất Bác đã được nhận một món quà vô cùng đặc biệt từ người hâm mộ. Năm 2019, Vương Nhất Bác một bước vương lên hàng đỉnh lưu lượng nhờ vai diễn Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh, ngoại hình điển trai lại thêm khoảng đa tài giúp chàng Mỹ Nam chính ít này có rất đông fan hâm mộ. Mới đây, trong dịp sinh nhật của mình Vương Nhất Bác đã được nhận một món quà vô cùng đặc biệt từ người hâm mộ. Sau khi gặt hái một số thành tích trong mảng truyền hình, Vương Nhất Bác đã dần lấn sân sang điện ảnh với hai bộ phim là Vô Danh Đóng cùng Lương Triều Vĩ và nhiệt liệt hợp tác cùng Hoàng Bột. Ngay đúng ngày sinh nhật tuổi 25 số người muốn xem phim điện ảnh do Vương Nhất Bác đóng chính đã cán mốc 500.000 người. Thông tin này vừa đăng tải đã leo top hot quay Weibo. Sau gần 6 năm kể từ khi gia nhập làng giải trí xứ Trung, vương nhất bác đã chinh chiến ngược xuôi trên mọi mặt trận gia sản phim của mỹ nam Cbiz không đồ sộ như nhiều cái tên nổi tiếng khác nhưng cũng không hẳn là ít ỏi đặc biệt mỗi một tác phẩm anh bo tham gia đều được nhiều đạo diễn đánh giá cao lượng fan càng ngày càng hùng hậu có thể kể đến vai diễn ấn tượng lam vong cơ trong trần tình lệnh bộ phim đưa tên tuổi của nam diễn viên vương tầm quốc tế Tác phẩm Hữu Phỉ đóng cùng với Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa khẳng định sức hút khó cưỡng của Mỹ Nam Họ Vương, dù kinh nghiệm diễn xuất vẫn có một chút lép vế so với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh qua bộ phim này. Ngoài ra, bộ phim Phong Khởi Lạc Dương công chiếu năm 2021 cũng gây tiếng vang mạnh mẽ cho nam diễn viên sinh năm 1997, nổi tiếng là ngôi sao đa tài của Cbiz, chẳng có gì là khó hiểu khi anh chàng có lượng fan vô cùng hùng hậu, không chỉ được yêu thích trong diễn xuất Vương Nhất Bác còn khiến nhiều người ấn tượng khi thành công trong nhiều lĩnh vực khác như dẫn chương trình, ca sĩ, vũ công và thậm chí anh còn là một tay đua mô to chuyên nghiệp của Trung Quốc. Ngoài ra, hàng loạt các chương trình thực tế nổi tiếng đều có sự góp mặt của Vương Lão Sư như Dây Dây Úc, Quang Mo Tri, Rô 101 China. Vương Nhất Bác đã cống hiến hết mình trong các hoạt động nghệ thuật, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng của nam diễn viên đều được khán giả ghi nhận. Chính vì vậy, Chẳng có lý do gì mà Phan không đặt kỳ vọng được thấy anh xuất hiện trên màn ảnh rộng, cũng hy vọng rằng những nỗ lực đó sẽ là chìa khóa giúp Vương Nhất Bác có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.